Xe này 210 mấy, anh chị có nhu cầu thì liên hệ em để mà sở hữu được xe còn cái này em nói anh chị. Hello anh chị, không biết là sáng cuối tuần anh chị cà phê chưa, nhưng mà em thì mới dạy à, thì mới dạy thì cũng hôm nay quay cái xe này, một cái xe rất là còn cho anh chị coi. Thì đầu tiên anh chị thấy xe mình nó mở hết về đúng không, mở hết trần trụi như thế này. Thì cái xe này là 109 đồng, một chủ đập thùng đăng ký lần đầu 2013. Đó, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên mà em nó được mở hết ra và rửa từ trong ra ngoài, lần đầu tiên luôn anh chị ha. 2013 đăng ký lần đầu, biển số rất là đẹp luôn. Đẹp là sao, đẹp là số to không anh chị, 67989 luôn, số to, toàn là số to. Một lẻ chín đầu anh chị, 109 này nó là 1099 luôn, 1099, 229, số số máy cũng rất là đẹp anh chị. Phục ở đây là phục theo xe hết nè, nó phục theo xe anh chị ha, rất là đẹp ha. Thì như em đã quay những cái clip trước anh chị, anh chị đã biết là em quay tháng sau là em nói vậy đó. Thì những xe SH á, bây giờ là mình phải dọn anh chị, dọn mình đừng có lai món đồ nào của nó là được. Ví dụ vậy, mở ra anh chị thấy 1099 này này, càng zin này đó, càng zin chưa mở luôn, hấp tán rồi đây, còn nguyên bản chưa mở hết anh chị ha, trét nước rồi đây, cực kỳ đẹp, chưa đụng chạm luôn. Quạt gió là đúng, quạt zin span này, quạt zin anh chị ha. Đó, những cái chi tiết vậy á là những anh mà anh sành xe anh coi rất là kỹ. Đó, còn cái con xe này á, nó nước sơn là zin luôn, nước sơn nó là nước sơn màu ghi, màu xám, màu ghi xám ha. Đó, và nó cái nẹp màu đen, nguyên bản của nó vậy luôn anh chị ha, mâm đen luôn ha. Nó là ghi xám đen đó, ghi xám đen, màu của nó là vậy luôn anh chị, không phải mình lên Sibo đâu đây. Anh chị coi này, những xe anh chị coi đó, két nước là cỡ này, 109 đầu mà. Con xe này không không chỉ là nó cọp đâu anh chị, em quay cho anh chị để anh chị coi, anh chị thấy cái xe nó cọp này, thứ nhất. Thứ hai là anh chị mình coi cái giá nó hợp lý cực kỳ, ở thời điểm hiện tại nó hợp lý mà kinh khủng luôn, chưa bao giờ mà cái xe mà nó hợp lý như vậy luôn. Đây, đúng đồng hồ luôn anh chị nha, đúng đồng hồ, 33.628 km, đúng đồng hồ nha. Đó, bao cho anh chị đúng đồng hồ luôn, bao tay đây cũng còn zin nè. Thì nói chung đây là một lần gọi là hôm qua em có nói đăng cho vui vui là lần đi đi tóc giải độc đầu tiên cho em nó đó. Đó, nước sơn là mình không có dặm tuốt gì anh chị ha, mình chỉ mở ra thôi nha. Đó, cổ này anh chị thấy nè, anh chị mình hay hỏi em là xe có đâm đụng té ngã không mà bán nhiều như vậy. Đây anh chị coi cổ của nó nè, đó cái này thì anh chị coi, anh chị đánh giá thử nha. Đó, đây bát ổ khóa này, rất là đẹp, ốc bán rồi đây, long lanh luôn anh chị. Đó, anh chị coi, anh chị thẩm định giùm em với nha. Đó, còn nếu mình thẩm định không được thì mình nhờ một công ty tao thẩm định. Đó, em thì không quảng cáo dài hết, nhưng mà nếu anh chị không tin tưởng em thì anh chị có thể nhờ tới thợ thầy hoặc là công ty thẩm định. Đó, người ta làm ăn pháp lý đàng hoàng, da yên là zin anh chị, da yên cũng còn rất là dài, xe đi 33.000 km rất là đẹp. Nước sơn đây nè, thì nhìn vô anh chị thấy nó đẹp cực kỳ, đẹp bóng loáng luôn. Mà để mà nói nước sơn zin mà cả này á, anh chị không tin, nhưng mà em nói nước sơn zin bao anh chị, nước sơn zin 100%, không có dặm tuốt, chỉ có về đánh bát lại thôi. Đó, có đánh bát làm gì ha, không dặm tuốt, chỉ có đánh bát lại thôi nha. Đây, nồi niêu đây, mở hết cho anh chị coi này, vệ sinh lại nè. Đó, vệ sinh lại, làm lại, canh lại cho nó ngon. Đó, cho anh chị đi ha, anh chị coi những ốc nè, những ốc lát nè. Đó, anh chị coi cái cỡ này nó đẹp rực rỡ như thế này. Em quay hôm nay con xe này á, em quay từng chi tiết cho anh chị coi. Đó,
chị thấy nó đẹp kinh khủng á. Cái chất nhôm mà nó còn cả này, chất mọc zin nó còn cả này. À, còn mấy anh em mà người ta có thể có những xe của em luôn mà chất nhôm nó sáng loáng hết á, là nó đã làm rồi anh chị ha, mình bắn cát hay là mình rửa sạch sẽ là còn này cái phấn nhôm zin của nó này, nó còn cực kỳ đẹp. 1099 cuộc sau là theo xe luôn anh chị nha. Cuộc sau nè, một cặp cuộc sau theo xe. Biển số thì khỏi phải bàn, biển số thì nãy em quay cho anh chị thì khỏi phải bàn. 67989 đó, số toàn là số lớn không, rất là đẹp. Số to không à, 7989 luôn nè. À, số tiếng luôn, 6 lên 79 rồi lên 89, số tiếng luôn anh chị nha. Đó, em mở thùng ra cho anh chị coi. Như anh chị thấy là ổ khóa rồi chìa khóa là nó zin hết đây anh chị nha. Ổ khóa chìa khóa zin rồi, cổ nè anh chị coi nè, chén cổ rồi chưa mở luôn anh chị ha. Đó, bởi vậy nó mới gọi là cọp. Đó, con này là quá cọp nè, bô là nguyên zin nè, còn đang xì lì luôn. Bát bô vẫn còn rất đẹp anh chị, cổ bô đây anh chị coi 3 ngàn cây nè. Đó, rất là đẹp nha. Cổ hơi là mâm lưỡi nó còn y nguyên hết, rất là đẹp. Tiền bọng thì anh chị khỏi phải bạc, đẹp cực kỳ rồi. Xe này là khỏi bàn về nắp chao nha, để quay cho anh chị coi đó, chi tiết trong thùng. Bát mới tinh luôn anh chị, xe chạy thành phố 33 cây mà chạy thành phố này, cực kỳ đẹp. Cái xe của nó là 922. À, chỉ có những cái ốc bếp phương này, đó. Những cái con ốc này rất là đẹp, sạc là còn nguyên bản này anh chị, đó. Sạc là còn nguyên bản luôn nha, chưa có xe này có tản nhiệt luôn, điện đài là anh chị yên tâm khỏi lo. Nói chung là anh chị mình sành xe hay không sành xe, anh chị mình chỉ cần biết cho sao đó, nhìn vào xe này là anh chị thấy cái chất xe nó cỡ nào rồi. 33.000 cây thì nắp chao mình khỏi bàn anh chị. Anh chị coi nó đẹp nè, đẹp từng con ốc con tái. Ngay cả lò xo này mình nhìn vô mình cũng còn thấy đẹp mà. Đường nước là anh chị hồi nãy mở cái nắp cho anh chị coi rồi, anh chị yên tâm. Đây, còn cái ống đường nước này anh chị nè, rất là đẹp nha. Rồi, thì nói chung cũng tiết lộ luôn, điện xe này á, 1099 đồng, 30 mấy ngàn cây, nước sơn bạc zin, theo xe, vỏ thì hết nguyên cặp rồi, biển số thì số lớn rất là đẹp, 67989, biển số thì số cực kỳ to, mà tiền thì không to, tiền thì rất là hợp lý, không to, đồ đạc thì em nói anh chị em mở được cái này, em dám quay cái này thì anh chị biết rồi. Nó zin thì khỏi phải bàn luôn. Đó, 1.9 cái này chỉ có 210 mấy triệu. Đó, dạ. Thì cái chất xe mà nó cọp cả này thì em nói anh chị trước đây không có giá này đâu. Và hiện tại á, nói chung là cái xe nó hợp lý cực kỳ anh chị. À, xe này 210 mấy, anh chị có nhu cầu thì liên hệ em để mà sở hữu được xe cọp cả này. Em nói anh chị em đã mở hết ra mà em dám quay trong từng cái chi tiết cặn kẽ như thế này thì em bảo đảm với anh chị luôn là anh chị khỏi lo, anh chị yên tâm về chất lượng của xe này, dàn áo chưa gãy một cái bát. Đó, thì anh chị có nhu cầu con xe này chứ 210 mấy, biển số thành phố anh chị giữ lại được biển này, sau ngày 15/8 nó định danh, anh chị giữ cái biển này, số tiếng 7989 anh chị đi cũng rất là hay luôn. Đó, anh chị có nhu cầu con xe này 210 mấy đó thì alo em, điện thoại 0979 và 0189 chị em là tư nguyện. Xin chào tất cả mọi người.